Mến chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Chơn Miền Tây học hỏi sáng tạo. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ để mình cách mình sơn cái chân tường cho nó thẳng nha cô chú anh chị và bạn. Thì mình đây cũng dùng cái máy laser nè 16 tia này để mình sơn cái chân tường này, không cần mà để gạch cái mực nha. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn cô chú anh chị và bạn là xem là làm như thế nào. Thì mời cô chú anh chị và bạn cho mình sơn chân tường này nha. thì bây giờ mình đã sơn chỉnh xong nhà chú chị bạn đó, dùng cái máy này nha, thì mình sơn rất là mau nha, khỏi cần gạch thước mực gì chân. Thì có cái chia sẻ nhỏ nhỏ mình gửi túi tới cho cô chú chị bạn và để xem tham khảo nha. Đó, không thấy dấu mực mà nhẫn thẳng bình thường nha, giáp dòng chân vừa mới sơn xong luôn đó, rất là tuyệt vời. Thì do cái tượng này là mình không có chát bột nha chú anh chị bạn, thì nếu mà chát bột nữa thì sơn nó rất là đẹp nữa. Này nó không có chát bột nên mình sơn trực tiếp vào tường xi măng luôn nha. Đó, thì cô chú anh chị và bạn xem thấy có hữu ích hay và hữu ích chia sẻ cho mình một like, đăng ký kênh mình nghe ủng hộ cô chú anh chị và bạn. Rồi thì video này mình sẽ tạm ngưng nha, cô chú đợi những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.